Rồi, anh muốn cái gì vậy? Trời, nói thiệt với anh luôn, em chưa thấy cái cuốn nào mà nó xấu dã man mà xấu ối luôn á. Cái nào anh cuốn vậy đang đồ các bạn. Rồi anh cuốn ai ăn? Anh muốn đem vào tay luôn. Em nói thiệt với anh, em chưa thấy cái cuốn nào mà nó xấu, nó tệ hại, nó kinh khủng khiếp, xấu tổn thương người nhìn luôn. Rồi anh chỉnh cuốn anh tự ăn luôn là vừa rồi đó. Không ai ăn nổi, cho động vật nữa không ăn nữa. Giờ làm sao?